cô chào quốc thắng nhé cô vừa nghe video bài học ngày nay của con trong bài học này con cần chú ý cho cô hai vấn đề hai lỗi lỗi thứ nhất đó là con cần thêm s vào các từ bởi vì con chỉ đọc i have i have ball i have car i have teddy bear mình sẽ cần thêm s vào ví dụ i have balls i have cars I have dolls. I have teddy bears. I have planes. Đó mình chú ý nhé. Ở tiếp theo là trong phần thực hành mẫu câu hỏi thì mình sẽ cần chú ý ngữ điệu. Mình không đọc là what toys do you have? Mình sẽ đọc là what toys do you have? What toys do you have? What toys do you have? Do you have? Chú ý nhé. Đó là một vài cái góp ý của cô trong bài ngày hôm nay của Quốc Thắng. Quốc Thắng sẽ chỉnh lại nha. Cô chào con.